Nồi chè em mới vừa nấu chín và mang ra để múc, mời cả nhà cùng thưởng thức cái món chè khoai mì nước cốt dừa bột kho đậu biếc cùng em nha. Em chào cả nhà. Buổi sáng ngay con đường này á, rất là đông và xe cộ qua lại tấp nập. Hiện tại em đang đứng con đường Hải Thượng Lãn Ông, vòng xoay ngã tư. Buổi sáng đi ngang qua con đường này em thấy rất là sập úp và bán đồ trái cây chuối nè. Chuối đây là chuối gì chị? Chuối này là chuối câu này cả nhà. Chuối này có bán nhiêu ký? 13.000 một ký. Dạ. Lãi gần 500.000 em à. Trời ơi. Đem đồ đi. Mà ngon. Đây này chuối câu này cả nhà. Câu em. Cái này để chín mới tới mới ăn nè. Bao để mai là nó vàng dạ. Chị. Ngày nào cũng về đó. Mai nó vàng à. Chú câu nhìn cái trái chuối nó ngon quá. Đâu nhỏ nhỏ dạ. Tóc mà. Là ba chú nhỏ chú. Ồ dừa nhỏ nhỏ hả? Ờ nó vậy á. Ờ dừa 7.000 cái em một á. Dạ. Ờ chú câu chín tới kìa. Mày ơi lên cho điện. Cô bán chuối câu. Chỗ đây giống như là người ta nhóm chợ để bán kiểu như theo đường á, nhóm này cả nhà. Em đi ngang qua em thấy cái gian hàng cô này bán khoai mì nè, chuối nè, em lại gần để mua một ít khoai mì. Bán chuối sứ nè. Chuối đây có bán nhiêu ký? 10.000. Dạ. 10.000 một ký hả? Thôi. Khoai mì. Cái này cái gì cô? Cái này là chuối. Hộp à, chuối hộp. Cái này chuối hộp khô để mua về ngâm rượu hả? Đây đặc sản Sapa này. À. Như ví dụ người ta ngâm rượu người ta uống nó chữa bệnh gì cơ? Đau thận. À đau thận hả? Đây là chuối hộp này cả nhà, chuối hộp khô mua về ngâm rượu nha. Sáng cô bán chuối rất là ngon. Các bên em thấy có hàng cá. Buổi sáng con đường này rất là đông này cả nhà, nên em đi ngang qua thấy con đường này tấp nập và bán những gian hàng đồ ăn đồ nấu rồi nè cả nhà, nên em tiến lại em quay. Thì cái bịch khoai mì này á, hồi nãy á, là em đi công chuyện, cái em đi ngang qua con đường này á, em thấy mà cô bán khoai mì á, rất là ngon, mà em không biết mua khoai mì về làm cái gì, em nói là mua khoai mì về em luộc ăn, nhưng mà em nghĩ lại thôi khoai mì nấu chè rất là ngon, nên em mua một ít khoai mì về nấu cái món chè khoai mì.
Em thì thích ăn khoai mì dẻo nên em lựa mấy cái củ khoai mì dẻo. Cái cô bán nói là nhỏ nhỏ ấm ấm thì nó mới dẻo, còn củ to thì nó bùi, nên em không có lấy củ to. Em lựa một ít củ khoai mì ấm ấm như vậy này cả nhà. Trời ơi nó vừa ấm vừa dài. Cái củ khoai mì em lựa như vậy để về nấu chè thì ăn cái khoai mì nó dẻo nó ngon hơn. Tại vì em rất là thích ăn khoai mì dẻo, khoai mì bùi á em biết rất thích đó, ăn nó ngán. Em thích ăn dẻo dẻo nên cô đó nói là mấy cái củ mà ấp ớm gì nè, nhỏ nhỏ như vậy nè thì nó mới dẻo, nên em lựa một ít mua mang về. Rồi bây giờ em đem cái khoai mì này đi nấu chè, rồi em mời cả nhà cùng vào bếp với em để nấu cái món chè khoai mì. Bây giờ em gọt vỏ khoai mì, rồi em cho khoai mì ra đây. Mấy cái khoai mì ốp ốm nhỏ nhỏ như vậy á, mua về á, mình luộc ăn nó ngon cả nhà. Luộc ăn nó dẻo dẻo, em không thích củ khoai mì to đâu, khoai mì to ăn nó ngán tại nó bùi. Rồi bây giờ em gọt vỏ khoai mình xẻ một đường như vậy này, mình tách cái vỏ ra, chỉ cần khứa một đường là bóc cái vỏ ra rất là dễ dàng. Em không biết là khoai mì đây lột vỏ có dễ không. Rồi bây giờ mình bóc cái vỏ nó ra. Wow, khoai mì mới sao á, lấy cái vỏ nó hơi bị khó. Rồi bây giờ em gọt cho hết cái vỏ khoai mì nha. Khoai mì em gọt vỏ rồi, bây giờ em cắt miếng miếng. Khoai mì em cắt đã xong và em cắt miếng tròn tròn như vậy. Bây giờ em cho vào cái thau bạc nước muối. Em ngâm và rửa để cho nó ra bớt cái nhựa. Bây giờ em để đây. Khoai mì em vớt ra và xả nước và cho ra rổ để ráo. Em làm viên chân châu thì em có chuẩn bị một ít bột năng và hoa đậu biếc để em lấy màu. Em cho nước vào nồi, em bấm lò, em cho cái hoa đậu biếc này vào em nấu nguyên cả nhà. Em nấu để cho nó ra cái màu, sau đó thì em đi nhồi bột. Em vậy lên cái hoa đậu biếc này á, mình bỏ lên mình nấu thì nó mới ra màu cả nhà. Nước đang nóng lên cái hoa đậu biếc nó ra màu này cả nhà. Cái hoa đậu biếc nó ra xanh xanh tím tím, nhìn cái màu nó rất đẹp. Như vậy á, thì nó chưa có ra hết đâu nè cả nhà. Nó còn ra nữa, nó ra nữa thì cái màu nó sẽ đậm hơn cái đây. Hoa đậu biếc thì em nấu nó ra cái màu đậm xanh tím như vậy nè cả nhà. Vậy là được rồi, bây giờ em múc cái nước hoa đậu biếc đây em cho vào bột, em nhồi bột nha cả nhà. Tô bột, bây giờ em múc cái nước này em cho vào cái tô bột. Em trộn cái bột này lên. Mình nhồi bột thì nước phải sôi thật sôi, nóng thật nóng. Mình đổ vào thì mình mới nhồi bột nó mới ngon cả nhà. Rồi em lấy cái giá ra, giờ em nhồi bột, em nhồi cái bột này cho nó thành một cục mà nó mịn. Em nhồi thành một cục như vậy rồi, nhanh. Giò nó dài ra như vậy, sau đó thì em lấy kéo em cắt nha cả nhà. Em cắt miếng gì dài như vậy này. Nói chung mình muốn tạo kiểu sao cũng được, dài cũng được, mà tròn cũng được, vuông cũng được. Đó. Bây giờ em cắt cái miếng xé xé như vậy nha. Trời đang mưa cả nhà, nóng. Trời mưa không nổi luôn. Trời này không phải là trời mưa mà sao nó mưa không biết nữa, nó nóng ghê luôn cả nhà. Và bây giờ em vò cắt cho hết cái bột đi cả nhà. Em chuẩn bị nguyên liệu nấu mấy món chè khoai mì thì cũng đã xong rồi. Em quay cận cảnh và nói sơ qua cái món chè khoai mì em nấu có những gì như cả nhà. Thì cái món chè khoai mì nước cốt dừa em có chuẩn bị là một tô nước cốt dừa đậm đặc và khoai mì. Khoai mì thì em đã rửa và làm sạch cho ra đây rồi. Em có chuẩn bị một ít đường, khoảng 300 g đường. Em nấu kiểu vừa ăn thôi, không ngọt lắm nha cả nhà. Chè ngọt quá thì ăn cũng ngán, nấu vừa miệng là được. Thì em có chuẩn bị một ít bột. Bột thì
Em đã nhồi và đã cắt ra từng miếng như vậy thì cũng đã xong rồi. Cái màu hoa đậu biếc nó có màu tím nhìn rất là đẹp. Một chút nữa mình nấu ra thì cái màu nó sẽ đẹp hơn, nó đậm hơn. Rồi em đã chuẩn bị cái nguyên liệu thì cũng đã xong rồi. Bây giờ em đem cái khoai mì này đi nấu chè nha cả nhà. Nước thì đang sôi lên. Em cho khoai mì vào. Khoai mì thì trước khi em nấu chè thì em cho vào nước nóng, em trần nhả cái muỗng của khoai mì ra cả nhà. Khoai mì thì ăn độc lắm, nhưng mà mình làm như vậy thì mình ăn mình không sợ nha. Rồi cái khoai mì thì em đã cho vào nước nóng rồi. Em tắt nồi. Em vớt cái khoai mì ra. Mình nấu chè khoai mì thì khoai mì mình đem đi trần qua nước nóng rồi mình nấu nha cả nhà. Nó sẽ tốt hơn. Mình ăn mình khỏi sợ bị độc, tại khoai mì ăn dễ độc lắm. Rồi bây giờ em vớt hết cái khoai mì này ra. Khoai mì em đem qua trần nước nóng rồi sau đó thì xả nước lạnh. Mình làm như vậy thì mình nấu chè cái khoai mì nó ngon hơn cả nhà. Khoai mì em vớt ra và xả nước và cho ra rổ để ráo. Em để nước nóng lên rồi em đem khoai mì đi nấu chè. Em vớt khoai mì ra rồi em bắt cái nồi nước khác lên, em bấm lò. Rồi em cho khoai mì vào lại, em nấu. Nước đang sôi, bây giờ em đổ cái khoai mì vào nha. Và bây giờ em cho khoai mì vào cái nồi. Rồi khoai mì em cho vào lại nồi nước, em nấu. Em cho khoai mì vào nồi rồi, trong thời gian mình đợi thì bây giờ mình đậy nắp lại. Mình để cho khoai mì mềm tới, sau đó thì cho những cái nguyên liệu còn lại. Cái nồi chè khoai mì đang sôi lên cả nhà. Khoai mì thì cũng chưa có mềm lắm. Để cho nó mềm một chút nữa em cho đường vào. Wow, khói nó bốc lên nó làm mờ vi diếu. Khoai mì đang mềm tới. Em quậy khoai mì lên nha cả nhà. Khoai mì đang mềm tới, bây giờ em cho đường vào khoai mì. Em sử dụng 300 g đường, em nấu 1 kg khoai mì. Khoai mì này là khoai mì dẻo, nấu nó không có phải là khoai mì bùi. Nên mình nhìn vào mình tưởng là cái khoai mì này nó còn sống. Nhưng mà nó chín rồi cả nhà, nó dẻo mà. Như vậy là chín rồi, bây giờ em cho đường vào nha. Rồi em vậy đều lên, sau đó thì em cho một ít muối. Mình nấu chè mình cho một chút muối vào thì để cho cái nước đường nó sắc hơn, nó ngọt thanh hơn nha cả nhà. Em cho một ít muối vào. Rồi bây giờ em quậy lên để cho đường nó tan ra. Sau đó thì em cho cái bột kho đậu biếc vào. Em nấu khoai mì cả nhà thấy không, nó rất là đặc nha. Em nấu đặc như vậy thì một chút nữa em cho nước cốt dừa vô thì nó vừa. Nếu như mình nấu lỏng quá mình cho nước cốt dừa vô thì cái chè nó sẽ bị lỏng đó. Mình nấu đặc như vậy rồi để cho cái nước đường nó tan ra, nó thấm vào cái miếng khoai mì, rồi em mới cho cái bột kho đậu biếc vào. Đường thì em cho vào như vậy thì đường cũng đã tan và thấm cái miếng khoai mì rồi. Bây giờ em cho luôn cái bột kho đậu biếc vào như thế này. Rồi bây giờ em cho hết cái bột kho đậu biếc này vào. Thì em nấu theo cái cách này, mình để lâu cái bột nó không bị nhão. Rồi bây giờ em vậy đều lên. Mình nấu như vậy thì cái miếng bột nó dai, nó không có bị nở, thì cái miếng bột ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ em để cho cái bột này nó chín, sau đó thì em cho cái khâu nước cốt dừa vào cái nồi chè. Cái viên bột đó, em nấu theo cái kiểu này thì nó dai hơn này và nó không bị nở. Sau khi mình nhắc xuống thì cái viên bột nó vẫn giữ nguyên, dai ngon, nó không bị nở nhão như cả nhà. Cái nồi khoai mì á, đường với bột
và phơi mì thì cái đường nó sắc lại, cái miếng phơi mì và bột nó cũng thấm và ngọt vào cả nhà, và cái bột cũng chín rồi, phơi mì cũng mềm luôn rồi. Em nấu chè phơi mì á, cái kiểu này á, giống như là chân phơi mì với viên bột để cho cái nó chín tới và nó ngon hơn. Sau đó mình cho nước cốt dừa thì chè nó mới ngon. Cái màu hoa đậu biếc, nhìn cái màu sắc nó đẹp hơn cả nhà. Chè mình nấu chè đậu hoặc là bất cứ là chè đậu hoa khoai thì mình nên nấu đặt như vậy, giống như chân vậy cả nhà. Sau đó thì mình cho nước cốt dừa thật là nhiều vào thì cái nồi chè của mình ăn nó mới béo mới ngon đó. Cả nhà thấy không, em nấu cái phơi mì với bột không có nước nhiều luôn cả nhà, gọi là chân phơi mì và bột. Bây giờ em đổ cái nước cốt dừa vào cái tô nước cốt dừa này, em mua 1 ký họ ép ra được bao nhiêu đây nè cả nhà. Rồi bây giờ em cho hết cái tô nước dừa này vào. Rồi em vẩy cái nồi chè lên. Em vẩy lên sau đó thì em sẽ xớt một ít bột cho vào cái chè để cho cái chè nó đặc hơn. Nồi chè đúng béo luôn cả nhà, toàn là nước dừa không nha. Mà nước dừa là nước cốt nữa cả nhà. Em kêu họ ép lấy nước cốt đậm đặc luôn. Ôi ôi chắc béo lắm đây. Cả nhà nấu chè mà làm cái viên bột topping như vậy á thì cả nhà nên nấu theo cái cách như em. Bột nó sẽ để lâu hơn và không bị nở, nó làm cái bột cứng và mềm. Như vậy thì mình để bột nó vẫn còn nguyên luôn, nó không có nở mà nó còn dai nữa, nó rất là ngon. Đây, em làm cái bột cho cái món chè khoai mì, cái viên topping bột nhìn ngon ha. Cả nhà thấy không, nó không có bị mềm và nhão, cái miếng bột nó rất là chắc luôn. Em cho nước cốt dừa vào, nó thấm vào cái miếng khoai mì và bột rồi. Bây giờ em xếp một ít bột cho vào, nó hơi sệt sệt lại nha. Bột năng em có pha một ít. Rồi bây giờ em đổ một ít nha. Em thấy cái nồi chè nó cũng hơi đặc rồi nên em cho một ít nữa thôi. Nếu cho nhiều quá thì nó đặc quá, nó không ngon. Rồi bây giờ em vẩy lên. Cả nhà thấy cái nước chè không? Nó sệt sệt, nó rất là ngon nha. Cái nước này là ăn rất là béo luôn á. Em múc mấy cái viên topping lên nha cả nhà xem này. Đúng ngon luôn, không bị nhão. Em cho lửa nhỏ lại bớt. Em nấu chè em rất là thích cho những cái viên bột như vậy để làm topping, ăn rất là ngon. Rồi vậy là cái nồi chè em nấu đã xong. Cái nồi chè khoai mì nhìn ngon hấp dẫn ha cả nhà. Nhìn như vậy chứ béo lắm cả nhà. Cả nhà thấy em nấu cái nồi chè không có một miếng nước luôn, toàn là nước cốt dừa không nha cả nhà. Wow, mấy cái viên topping màu sắc rất là đẹp, màu sắc của hoa đậu biếc em rất là thích. Rồi vậy là cái nồi chè thì đã xong rồi, bây giờ em tắt lò. Nhìn là biết cái nồi chè nó béo nó ngon cỡ nào hơn cả nhà. Em nhắc xuống, em múc mang ra để thử thách được bao nhiêu chén nha cả nhà. Rồi bây giờ em lấy chén để múc 10 chén chè. Em chuẩn bị 10 cái chén. Cái chén này nè cả nhà. Chén này nhìn vậy cũng nhiều chứ không nhỏ nha. Rồi bây giờ em sẽ múc 10 chén chè ra ăn thử thách. Rồi bây giờ em múc chè cho ra chén. Cho viên bột topping vào này cả nhà. Ôi ôi nhìn ngon. Rồi đây là một chén. Em tiếp tục múc cho hết. Đây em cho mấy viên bột topping vào chén nha. Em cho một chén khoảng 4-5 viên. Wow, chè ngon quá cả nhà ơi.
Rồi bây giờ em tiếp tục múc cho hết cái chè vào chén. Ôi sao em quay nó bị hạ sáng rồi. Không biết là bao nhiêu đây, em múc hết 10 chén không? Chứ em thấy mới múc 3 chén là hết cái nồi chè rồi cả nhà. Sau khi em nấu cái món chè, khoai mì, bột kho, đậu biếc thì cũng đã xong và cho ra chén. Em mời cả nhà cùng thưởng thức với em hết 9 chén chè này nha. Chén sau khi em lấy ra thì em tưởng là 10 cái nhưng mà có 9 cái cả nhà. Nên em múc được 9 chén chè. Bây giờ em sẽ thử thách 9 chén chè này để ăn xem thử cái sức em ăn được bao nhiêu chén chè. Rồi bây giờ em cho vào mâm, em bưng ra thử thách thôi. Nhìn cái chè ngon quá, không biết là cả nhà mình thấy cái món chè này như thế nào. Như cả nhà thấy cái món chè này thì cả nhà ủng hộ mạnh mạnh lên cho em để em có thêm động lực nha, ra nhiều video nha và kênh phát triển nhiều hơn nha cả nhà. Bây giờ em sẽ lấy lên một cái chén chè. Cái khoai mì em nấu, cả nhà thấy cái miếng khoai mì không? Dẻo dẻo, nhìn ngon ha. Và đây là cái bột kho đậu biếc, màu của kho đậu biếc rất là đẹp. Rồi em mời cả nhà. Chè nó ngon, nó béo gì đâu cả nhà. Cái khoai mì nè, nó dẻo mà không phải dẻo cứng nha cả nhà. Nó dẻo, nó có bùi nhẹ nhẹ, rất là ngon. Ngon quá. Hôm nay em có 9 chén kiền. Em mời cô chú anh chị và các bạn ăn chè khoai mì cùng em nha. Ngon lắm. Cái bột ngon quá. Hồi nãy em biết đó, em làm cái bột nên nhiều ăn. Em sợ làm nhiều quá cái để mình ăn không hết, để nó nở ra nó không ngon. Nên em làm ít thôi, mình ăn hết rồi xong mà dẹp. Mà cái bột nó ngon quá cả nhà. Nó kiểu như là nó dai, nó dai lắm. Nó dai và nó nói chung là nó ngon lắm. Nó ngon. Cắn xuống miếng mì dẻo, ngon. Chè không ngọt lắm, ngọt vừa phải. Ở nhà biết không, mình nấu ăn á, nên cái chè nó rất là béo luôn. Béo, tròn nước ngừa không là béo. Em ăn chè mà phải béo nó mới ngon. Nên em nấu ra thì em mới ăn được. Còn người ta bán thì em thấy độ béo nó không nhiều, nên em ăn không thích. Béo thật béo thì em ăn em thấy nó ngon cả nhà. Ngon lắm. Hết một chén. Ăn chén thứ hai rồi nha. Chè ngon quá, em nghĩ ăn hết 9 chén luôn quá. Nhưng mà sợ no thôi. Ngon trời. Không biết là em tự nấu tự khen hay là cả nhà thấy cái chè nó có ngon thật sự không? Ngon nha. Nếu như không ngon, cả nhà comment em biết nha. Ngon quá cả nhà, mà ăn mới 2 chén thấy no rồi. Tại em ăn 2 chén cơm rồi. Cái cọng bột này ngon quá. Cái cọng bột topping này nè, cả nhà nấu giống em nè. Nó dai nó ngon lắm. Mình để lâu nó không bị nở bự nha. Em hôm ăn chín cái chén chè này chắc vì giá em nó dài thường thường luôn á. Rồi chén thôi, đợi chén thứ ba nha cả nhà.
Chị đúng biết không? Chén thứ ba còn 6 chén nữa. Rồi cả nhà, sau khi em nấu chè ra, em định thử thách ăn hết 9 chén chè, nhưng mà em ăn được có 3 chén cả nhà. Nó no quá, tại vì hồi nãy em có ăn mấy chén cơm rồi. Rồi bây giờ em nấu ra để em quay, em ngồi ăn thử thách mà 9 chén chè này thì em ăn không nổi. Nếu như em chưa ăn mấy chén cơm đó, thì em có thể là ăn được 5-6 chén chè, nhưng mà em ăn mấy chén cơm rồi em ăn được có 3 chén cả nhà. Ăn chè đã xong rồi, no luôn cả nhà, có 3 chén thôi mà đã no quá. Em định ăn hết 9 chén này nhưng mà no quá, em bỏ cuộc em ăn 3 chén cả nhà. Thì sau khi em nấu chè thì cũng đã xong. Và bưng ra đây thì cũng mời cả nhà cùng thưởng thức cái món chè khoai mì bột kho đậu bếp cùng em rồi. Nếu như cả nhà thấy thích cái món chè khoai mì nước cốt dừa này, cả nhà ủng hộ cho em để em có thêm động lực ra nhiều video hay hơn và tốt hơn để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Em luôn chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều.